thái tử. Từ đầu đến cuối, thái tử đều là người bị hại trong chuyện này. Tam muội của thần nữ đi qua tùy hứng từ nhỏ, tại đây thần nữ xin lỗi người thay tam muội. Hoàng thượng tỏ thái độ đó chắc là đã bị con hồ ly tinh ấy mê hoặc mới đối với thái tử như vậy. Thực sự thấy tiếc thay cho thái tử. Cô nghĩ bổn thái tử không sai thật sao? Đương nhiên rồi. Doãn Thanh Hòa, tiểu thư, thái tử cũng đáng thương thật. Bản thân là thái tử lại bị tam tiểu thư một thứ nữ tổn thương, còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Rõ ràng thái tử là người bị hại, vì sao hoàng tử lại không bênh vực người? Đừng có thảo luận để người khác nghe thấy. Nhưng mà kể ra thì thái tử quả thật không sai. Không hay rồi, không hay rồi. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, to gan, hớt hà hớt hải, làm ra thể thống gì? Thái tử và Doãn tam tiểu thư đánh nhau rồi. Đi bao. Thái tử làm vậy là có ý gì? Dám quyến rũ phụ hoàng. Phụ hoàng ngốc chứ ta không ngốc. Bổn thái tử phạt cô 50 gậy, xem sau này cô còn dám nữa không. Người đâu? Rõ, bao giật tay. Ngạc Nhi, con nói linh tinh gì vậy? Xin bệ hạ thứ tội, thái tử còn nhỏ, giờ đã chỉ nói lời vô tâm. Đúng là thái tử còn nhỏ, nhưng thái tử là người kế vị, sau này đám quyền sinh sát trong tay. Nếu sau này đồng một chút là đánh người, dồn người ta vào chỗ chết, sợ là mang tiếng hung tàn. Thục quý phi nặng lời rồi. Ngạc Nhi chỉ đùa bâng quơ thôi. Kể từ ngày mai, Ngạn Nhi đến quốc tử giám học. Mẫu hậu, mẫu hậu à, Ngạn Nhi không muốn đến quốc tử giám, Ngạn Nhi không thích. Thái tử vốn phải đến quốc tử giám tu thân dưỡng tính, thái tử đừng từ chối nữa. Nữ nhân xấu xa này, ngậm miệng lại cho ta, im ngay. Thái tử Kỳ Hồng Ngạn bị cách chức thái tử từ thời khắc này. Hay lắm. Người đâu? Có. Trói thái tử lại cho trẫm. Hoàng thượng, thái tử ốm yếu, còn không mau đưa thái tử ra ngoài. Dạ. Phụ hoàng, Ngạn Nhi, Nhi thật không dám nữa. Ngạn Nhi, mẫu hậu, mẫu hậu cứu con. Tô công công, truyền ý chỉ của trẫm. Doãn tam tiểu thư bất kính như hoàng tử, ra tay đánh người. Sau khi hội đèn kết thúc, lập tức vào chùa cảm nghiệp. Mong tam tiểu thư tĩnh tâm hối lỗi. Thái tử Kỳ Hồng Ngạn, lập tức đến quốc tử giám, đừng có xin xỏ. Hay lắm. Đóng kịch với họ cả ngày, sắp chết đói rồi. Cổ đại thật tốt, không phun thuốc trừ sâu, quả hữu cơ, bảo vệ môi trường tốt cho sức khỏe. Hôm nay nương nương quả là liều lĩnh, vừa thúc đẩy để thái tử bị phạt, vừa bảo nô tỳ làm hỏng đồ của Doãn tiểu thư. Thật không biết người đang định làm gì. Nếu như có một con sùi cứ do dê bên cạnh cô, liệu cô có đuổi nó đi không? Đương nhiên là phải đuổi đi. Nếu ta không ngăn được con sùi ấy bay vào trong địa bàn của ta, thì ta sẽ cho nó biết đường của ta không dễ đi chút nào. Nhưng mà đến giờ nô tỳ vẫn còn chưa biết suốt cuộc ai là sùi. Đúng rồi, Doãn Thanh Hòa có vẻ không khó nhằn như mình nghĩ. Chẳng lẽ là do mình hạn hẹp? Tiểu thư, lần này người quan uổng quá. Rõ ràng là thái tử ra tay trước, mà người cũng không giải thích. Không ngờ còn phạt chúng ta đến chùa cảm nghiệp hối lỗi. Đúng là quá bất công. Đừng thảo luận chuyện này, cuộc đời vốn dĩ có nhiều bất công. Được rồi, mau đi thôi. Đúng vậy, cuộc đời vốn không hề công bằng. Bởi nếu như công bằng thì người như cô cũng xứng làm tam tiểu thư Doãn phủ. Không biết tam tiểu thư làm khổ bản thân như vậy là để làm gì. Nô tỳ thực sự cảm thấy tiếc thay tam tiểu thư.
Thật sự tưởng rằng có thể vào cung với Thọ An quận chúa là có cơ hội trở thành sủng phi của hoàng thượng. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, mơ mộng hảo quyền. Ngươi, hai người, cô định làm gì? Cẩm Nhi, lùi xuống. Tiểu thư, lùi xuống. Tỷ tỷ dạy rất đúng, mùi mùi hiểu rồi. Ai là tỷ tỷ của cô? Cô nhìn lại mình đi, thật khiến người khác buồn nôn. Tú Nhi, chúng ta đi. Người thường làm sao hiểu được chí hướng anh hùng? Hèn hạ. Đây là món lẩu chua cay hấp dẫn, mùi hương rất hấp dẫn. Chứ còn gì nữa, việc hạnh phúc nhất trên đời chính là ăn lẩu. Nếu ăn lẩu rồi mà vẫn không vui, vậy thì ăn tiếp. Thuộc quý phi học được từ đâu vậy? Không ngờ một tiểu thư khuê các lại biết làm việc chân tay này. Hoàng hậu đương nương, thần thiếp không thể tán thành câu nói này của người. Có câu nói dân lấy miếng ăn làm trọng, ăn cơm là việc hạnh phúc nhất trên đời. Dân chúng trong thiên hạ còn biết bao nhiêu người muốn có được cuộc sống cơm no áo ấm. Tình nhi nói rất đúng, vậy thì ăn đi. Chúng ta ăn thôi. Thêm ít thịt, cải trắng. Ngon lắm. Nương nương, nô tỳ nghe nói Thọ An quận chúa yêu cầu hoàng thượng hủy bỏ lệnh cấm như người để đến dọn phủ ở một thời gian. Yêu cầu lúc nào? Hoàng thượng đồng ý chưa? Yêu cầu hôm qua, nghe nói là đồng ý rồi. Ngày kia sẽ rời khỏi cung. Ngày kia vậy An Thái Phi đồng ý chưa? Làm sao An Thái Phi có thể đồng ý cho Thọ An quận chúa rời khỏi cung? Nhưng mà lần này Thọ An quận chúa có vẻ rất quyết tâm, cứ đòi đến dọn phủ ở. Chẳng lẽ không hổ là nữ chính, người được trời chọn lắm chiêu trò thật. Nếu để cô ấy và Thọ An quận chúa qua lại thân thiết thì chinh phục hoàng thượng chỉ là chuyện sớm muộn. Muốn đánh bại cô ấy, làm ơn mở đường dẫn lối giúp mình đi. An Thái Phi chăm sóc Thọ An quận chúa nhiều năm, Thọ An quận chúa luôn ngoan ngoãn nghe lời. Suốt cuộc Doãn Thanh Hòa đã dùng cách gì mà có thể khiến Thọ An quận chúa làm trái ý An Thái Phi rời khỏi cung? Nghe người của cung Từ An đến báo, An Thái Phi đã đang thở với Mạc Thái Phi rằng Doãn Tam tiểu thư thường dạy Thọ An quận chúa là mấy việc kỳ lạ, khiến Thái Phi rất lo lắng, có bất mãn à? Vậy thì tốt rồi. Quân Nhi, con lại bướng bỉnh rồi. Con muốn đến Doãn phủ ở thật sao? Thái Phi, Thục Quý Phi cầu kiến. Thục Quý Phi, sao cô ấy lại đến đây? Thỉnh An Thái Phi. Thục Quý Phi khách sáo rồi, mau ngồi đi. Dạo này Thái Phi có khỏe không? Ta vẫn khỏe. Quân Nhi, mau thỉnh an quý phi nương nương. Quân Nhi tham kiến quý phi nương nương. Thỉnh an quý phi nương nương. Mau dậy đi, nghe nói Thọ An quận chúa định đến chọn phủ ở một thời gian, không biết chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong hết rồi, nhưng mà lòng của ta cứ thấp thởm không yên. Quận chúa còn nhỏ lại luôn ở bên người, giờ đến ở nhờ nhà người ta, người chắc chắn phải lo lắng. Chứ còn gì nữa, ai chẳng biết bên ngoài làm gì có chuyện tử tế. Nếu không phải Quân Nhi thân với Doãn Tam tiểu thư, bổn cung cũng nói chuyện với Doãn Tam tiểu thư mấy lần, cảm thấy cô nương đó có vẻ cũng không tệ, thì nhất định sẽ không đồng ý. Thanh Hòa tham kiến Thái Phi nương nương. Quý Phi nương nương, Thọ An quận chúa mời Doãn tiểu thư đứng dậy. Thanh Hòa tỷ tỷ, Doãn tiểu thư làm bánh sao? Thần nữ biết dạo này thời tiết nóng bức, Thọ An quận chúa lại chán ăn nên đã làm ít bánh táo.
Ngon thật đó. Thoa quần chúa bụng già yếu, không nên ăn nhiều bánh táo. Như vậy không tốt. Thần nữ sơ ý rồi. Không sao. Không biết bổn cung có may mắn được nếm thử tay nghề của Doãn tiểu thư không? Nếu quý vị nương nương không chê thì vui lòng dẫn cho. Trẻ con bụng dạ yếu là việc cần chú ý. Đúng lúc trong cung ta có một cách điều trị. Bây giờ ta bảo người về cung chép một bản đưa tới. Quý phi nương nương không cần phiền phức. Lát nữa ta sẽ bảo quân nhi đến cùng quý phi lấy cho quen đường. Sợ là sau này sẽ phải quấy rầy quý phi thường xuyên. Cũng được. Quân nhi còn không mau tạ ơn quý phi. Quân nhi tạ ơn quý phi nương nương. Thái phi khách sáo rồi. Cung tiễn quý phi nương nương. Thanh Hòa tỷ tỷ, tỷ còn chưa về phủ sao? Một mình người đến cung quan thư buồn chán, để ta đi cùng người. Đúng lúc ta muốn đến cung quý phi học hỏi cách điều trị. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Một mình quận chúa đến cung quý phi nương nương là đủ rồi. Thân phận của Doãn Tam tiểu thư sợ là chưa đủ tư cách đến cung quý phi. Mà bà nói rất đúng. Không, nếu Thanh Hòa tỷ tỷ không đi thì ta cũng sẽ không đi. Quận chúa, mà ba về cung trước đi. Thanh Hòa tỷ tỷ, chúng ta cùng đi. Thế nào rồi? Ngự trù và ngự y được kiểm tra không có gì bất thường. Tình Nhi, xem trẫm mang thứ gì hay cho đàn này. Nô tỳ cáo lui. Hoàng thượng sao lại đến đây? Hôm nay Tấn Dương mang thứ này vào cung, trẫm thấy mùi vị không tệ nên lập tức mang qua cho nàng nếm thử. Xem ra có người ăn mảnh. Để trẫm thử xem nào. Mùi vị cũng được lắm, nhưng mà không giống tay nghề của ngự trù trong cung. Đây là thần thiếp lấy được từ cung của An Thái Phi. Tình Nhi, nàng đang đọc sách gì? Nào có ai lại tự nhiên cướp đi như vậy? Mau trả cho thần thiếp. Thọ An quận chúa cầu kiến. Quân nhi tỉnh An hoàng thượng, quý phi nương nương. Thần nữ tỉnh An hoàng thượng, quý phi nương nương. Miễn lễ. Ngồi đi. Bệ hạ đang đọc sách sao? Thần nữ cũng đọc cuốn sách này rồi, rất thú vị. Là của quý phi. Quân nhi, đây là bản chép tay, tuyệt đối đừng có làm mất. Không thì con phải tự chép lại đó. Con không muốn. Con không muốn. Con nhất định sẽ làm mất. Nếu là giao cho hậu mama thì hơn. Thần nữ tự biết tay nghề non kém, không biết bánh táo này có phù hợp với khẩu vị của hoàng thượng và nương nương không. Đây là cô làm sao? Tay nghề thế nào không cần khiêm tốn. Tạ ơn hoàng thượng đã khen. Sau này thần nữ nhất định chăm chỉ luyện tập. Nếu có cơ hội lại mời hoàng thượng và nương nương cùng nếm thử. Doãn Tam tiểu thư chăm sóc quân nhi tận tình thật đó. Trời nóng như vậy mà cũng có thể theo vào cung cùng, đúng là cực khổ cho cô. Được bầu bạn bên cạnh quân chúa là vinh dự của thần nữ.
Bệ hạ, để thần xem thử người đọc đến trang nào rồi. Ở đây sao? Thần nữ có lòng, nhưng không biết Tương Dương có ý hay không. Ở trong lòng trẫm, thần nữ chỉ có một mình Tình Nhi. Cô muốn cùng hoàng thượng củi khô bóp lửa, ta ở đây rút củi dưới đáy nồi. Doãn Thanh Hòa lòng dạ thâm trầm, chúng ta tuyệt đối không thể để cô ta ở bên cạnh Quân Nhi. Thái phi nương nương, sợ là Doãn tiểu thư này có mục đích khác. Cô ta vội vàng chạy đến chắc hẳn là để đi gặp bệ hạ. Chỉ không ngờ cô ta lại lợi dụng quận chúa. Đúng là một nữ tử không biết xấu hổ. Bản thân muốn bay lên đầu cành thành phượng hoàng, không biết trời cao đất dày, nhưng cũng đừng kéo theo Quân Nhi của ta chứ. Báo với mọi người, việc thọ an quận chúa đến Doãn hầu phủ ở lập tức hủy bỏ, không cần chuẩn bị nữa. Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay. Nương nương, rõ ràng Doãn Tam tiểu thư này lợi dụng thọ an quận chúa để quyến rũ hoàng thượng. Cô ngốc sao, bây giờ mới nhận ra? Tại nô tỳ chậm chạp. Cô yên tâm, cho dù chúng ta không xa tay, người ở cung Từ An cũng sẽ không tha cho cô ấy. Chúng ta tự ra tay thì đâu phải người chơi đẳng cấp. Người chơi đẳng cấp? Nô tỳ không hiểu ý người. Cô đó, bây giờ tiếp tục theo dõi mọi hành động của Doãn Thanh Hòa, tuyệt đối đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Rõ. Cung đấu mệt quá, mình chỉ muốn vui vẻ làm một cô gái nằm nhà thôi. Tiểu thư đang nghĩ gì mà nhìn vui vậy? Cẩm Nhi biết rồi, tiểu thư là đang tương tư. Cẩm Nhi em đừng nói linh tinh. Em đi hỏi hoàng thượng giúp ta xem người có thích ăn bánh hay thói quen ăn uống nào khác không. Dạ được, Cẩm Nhi lập tức đi ngay. Hồng ma ma, tiểu thư. Mà bà nói là ngày kia mới đến mà. Vậy tiểu quận chúa đâu? Chuyển lời của An Thái Phi, tiểu quận chúa không được khỏe, không tiện xuất cung, không cần làm phiền Tam tiểu thư nữa. Chuyển lời xong rồi, nô tỳ không quấy rầy thêm. Tiểu thư à, vậy phòng của quận chúa? Không cần nữa, lui ra đi. Chẳng phải ngươi nói nghe lời ngươi sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Yên tâm, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn vào cung. Thần nữ xin hoàng hậu nương nương giúp thần nữ một tay. Sau này thần nữ sẽ thề chết đi theo hoàng hậu nương nương. Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng bổn cung sẽ giúp ngươi? Bây giờ Thục Quý Phi đang được thánh sủng, cả hậu cung đều biết hoàng thượng vừa mới phế bỏ thái tử, vậy nên nương nương buộc phải theo sát cô ta. Nếu như cô ta còn sinh được con cái, thì địa vị cô ta ở trong cung sẽ như mặt trời ban trưa. Sợ là ngay cả hoàng hậu cũng phải kiêng dè.
Nếu giờ ngươi đã biết Thục Phi đang được thánh sủng, thì dựa vào đâu mà ngươi cho rằng có thể cướp lại hoàng thượng từ chỗ cô ta? Dựa vào thần nữ có khả năng dự đoán tương lai. Ngươi nói cái gì? Mấy ngày nữa sẽ có quả cầu lửa rơi xuống ngoại ô phía bắc kinh thành, đến lúc đó sẽ thiêu rụi mấy trăm căn nhà, khiến cho mấy ngàn người tử thương. Chuyện này không thể nói linh tinh được. Nếu truyền ra ngoài, chúng ta sẽ bị liên lụy. Hoàng hậu yên tâm, từ nay về sau mấy chuyện kiểu như vậy chỉ có người biết, thần nữ biết. Hoàng thượng, người kéo thật tiếp ra đây làm gì? Lát nữa đàn sẽ biết. Người đâu? Đẹp không? Đẹp lắm. Vậy có đẹp bằng trẫm không? Hoàng thượng là đẹp nhất. Hoàng thượng, cảm ơn người. Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Chấm đi rồi về ngay. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Hoàng thượng, xin người thứ tội. Hoàng thượng, rốt cuộc xảy ra chuyện thế nào? Ngươi ở Khâm Thiên Giám quả cầu lửa to như vậy mà ngươi không phát hiện ra sao? Rốt cuộc trẫm nuôi ngươi làm gì? Xin hoàng thượng thứ tội, thần quan sát thiên tượng ban đêm vốn không có hiện tượng bất thường, quả cầu lửa này xuất hiện thật quá bất ngờ. Hoàng thượng, vậy ý ngươi là quả cầu này tự dưng xuất hiện sao? Dạ thưa hoàng thượng, e là điềm chẳng lành. Truyền Tấn Dương. Số cuộc Doãn Thanh Hòa này là ai? Không được, nhất định phải khiến cô ta làm việc cho ta. Không thì hậu quả khó mà lường được.
Mấy hôm trước đương đương nói thích ngửi mùi hương trên người Thanh Hòa, nên Thanh Hòa đã đặc biệt làm một chiếc túi thơm để tặng cho đương đương. Trong này đều là hương liệu đương đương thích ngửi. Nhưng bà Thanh Hòa theo thùa dụng về, mong nương nương đừng chê. Doãn tiểu thư cứ đùa, hình thêu này trông sinh động như thật. Doãn tam tiểu thư vất vả rồi, nương nương quá khen. Lanh lợi một chút, nương nương yên tâm. Hoàng hậu nương nương giá đáo, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Miễn lễ. Việc ngoại ô phía Bắc gặp nạn, chắc các cô đều nghe nói. Hôm nay bổn cung gọi các cô đến vì muốn bàn kỹ việc này. Triều đình phải chi viện cho quân đội ở biên cương, lại không thể không lo việc ở ngoại ô phía Bắc. Vậy nên bổn cung quyết định làm gương, góp một phần sức lực giúp triều đình. Thần thiếp nhất định san sẻ khó khăn giúp hoàng thượng. Sắn, sắn, đừng qua đây, đừng qua đây, đừng có qua đây, đừng qua đây. Đương đương, có sắn, sắn. Nương nương, chân. Nương nương, người bị rắn cắn rồi. Nương nương, có chuyện gì vậy? Hoàng thượng, nương nương, nương nương bị rắn cắn. Tịch Nhi, đã không sao chứ? Nương nương, Tô Liên An truyền ngự y. Dạ. Tịch Nhi, cuối cùng đã cũng tỉnh rồi. Hoàng thượng, thần thiếp ngủ bao lâu? Hồi bẩm đương đương, người đã hôn mê một ngày một đêm. Hoàng thượng rất lo cho người, hễ sảnh là đến thăm người, đã đến 5-6 lần rồi. Được rồi, nha đầu lanh chanh, ai bảo ngươi nhiều chuyện? Dạ dạ dạ, đều là lỗi của nô tỳ. Hoàng thượng lo lắng như vậy, chẳng lẽ đã phải lòng mình? Không phải chứ, cuối cùng mình vẫn phải trở về thế giới thực. Vậy chẳng phải mình sẽ trở thành Sở Khanh trêu đùa tình cảm người khác sao? Mà thôi, không nghĩ nữa, đau đầu quá. Nàng nghĩ gì chứ? Nghĩ gì mà đau cả đầu? Bệ hạ, Tình Nhi đang nghĩ chuyện ngày hôm qua. Nàng yên tâm, trẫm nhất định bảo vệ nàng. Hoàng thượng, sao vậy? Thần thiếp đói rồi. Đau. Cẩn thận nóng. Uống nhiều vào. Hoàng thượng, để thần thiếp tự uống. Nàng ngồi yên đây, bây giờ nàng đang yếu,
cứ để trẫm làm. Nàng không được bị thương nữa. Nếu nàng còn xảy ra chuyện gì, trẫm thực sự không biết phải làm sao. Tịnh Nhi sẽ luôn ở bên hoàng thượng. Nếu cả thiên hạ đều giống Tịnh Nhi thì tốt biết mấy. Cả thiên hạ chỉ có một Tịnh Nhi, hoàng thượng tham lam. Đúng là trẫm tham lam. Trẫm có một Tịnh Nhi đã mãn nguyện lắm rồi. Tịnh Nhi muốn ở bên hoàng thượng mãi mãi, trẫm cũng sẽ bảo vệ nàng mãi mãi. Hoàng huynh, điều tra rõ rồi. Chuyện hôm qua đúng là có người cố ý gây ra. Hậu cung của trẫm đúng là nhân tài lớp lớp, túc trí đa mưu không ai nhường ai. Tiếc rằng đều là nữ nhi, lãng phí tài năng và mưu lược. Hoàng huynh, giờ các thế lực ở hậu cung đang sục sịch, không nên manh động. Trẫm hiểu. Nhưng mà chuyện hôm qua, trẫm tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Hoàng cung rộng lớn như vậy, còn chỗ nào thanh tịnh nữa không? May mà có Tịnh Nhi ở đây. Để nghĩ Tịnh Nhi còn là Tịnh Nhi của trước đây không? Hoàng huynh nói vậy là sao? Để không hiểu. Hoàng huynh, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Tại đây Thanh Hòa xin khẩn cầu, xin Bồ Tát phù hộ cho thiên hạ chúng sinh, phù hộ cho nạn nhân ở ngoại ô phía Bắc, phù hộ cho thế gian này không còn tai nạn. Đây là Doãn Tam tiểu thư mà. Doãn Tam tiểu thư đang cầu nguyện cái gì? Thần nữ khẩn cầu Bồ Tát phù hộ cho thiên hạ chúng sinh, phù hộ cho nạn nhân ở ngoại ô phía Bắc, phù hộ cho thế gian này thêm tính thiện, bớt tính ác, thêm chút hơi ấm, bớt chút giá băng, thêm chút lòng thành, bớt lục đục đấu đá. Sức khỏe của Doãn Tam tiểu thư thế nào rồi? Thái y thuật cao siêu, vết thương ở chân đã khỏi, mấy ngày nữa thần nữ có thể xuất cung. Không biết quý phi đương đương thế nào. Nàng ấy khỏe lắm, bây giờ không còn sớm nữa. Thần nữ xin phép cáo lui. Hoàng thượng, Doãn tiểu thư không sao chứ? Thanh Hòa mạo phạm rồi, trẫm đưa cô về. Hoàng thượng, sao vậy? Chẳng lẽ cô không bằng lòng? Thần nữ chỉ nghĩ hoàng thượng có thể gọi thần nữ là Thanh Hòa không?
An Di, An Di, chủ tử, người dậy rồi. Hoàng thượng có đến đây không? Hồi bóng chủ tử, sau khi người ngủ, hoàng thượng đã đi và chưa quay lại. Ta không sao, cô đi nghỉ đi. Dạ. Sao mình cứ cảm giác lạ lạ? Mong hoàng thượng dịu dàng với Thanh Hòa một chút. Tình Di, Tình Di, Tình Di, dù người coi ta là ai thì sớm muộn Doãn Thanh Hòa này cũng sẽ chiếm trọn trái tim của người. Chủ tử, chủ tử ơi, mới sao sớm cứ hớt hả gì, sắp lấy chồng tới nơi rồi, cứ hấp tấp như vậy, cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Chủ tử, cái gì? Phụng Thiên thừa nhận, hoàng đế chưa giết. Doãn thị Thanh Hòa, hiền lương thục đức, xinh đẹp thông minh, rất được lòng trẫm, đặt cách tuyển vào cung, phong làm tiệp dư tam phẩm, ban chủ vị cung trữ tú để bầu bạn bên vua khâm thử. Thực thiếp lịch chỉ khấu tạ hoàng ân. Truyền khẩu dụ của bệ hạ, hoàng hậu hoảng sợ vì chuyện hôm trước nên sức khỏe sa sút, cần tĩnh dưỡng ở Khôn Ninh cung, không rảnh trông coi Lục cung. Đặc biệt cho thuộc quý phi hỗ trợ quản lý hậu cung, mong chúng phi giữ đúng bổn phận, chung sống hòa thuận. Hoàng thượng làm vậy là Tô công công, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng đã đoán được nương nương sẽ có phản ứng này, nên đặc biệt căn dặn nô tài nói vài lời với nương nương. Tiểu thuận tử trong cung nương nương không chịu nổi dụng hình, đã khai hết rồi. Ý của bệ hạ là nếu cậu nô tài đó lòng dạ hiểm ác khó lường, tính làm liên lụy đến chủ tử, thì thôi đừng quay lại nữa. Mong nương nương cân nhắc, nô tài cáo lui. Như vậy thì chẳng lẽ kẻ đứng sau mọi chuyện là hoàng hậu? Đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Mùi mùi nhất định phải giữ đúng chức trách, kẻo miếng ngon tới tay lại bay mất. Tại ơn hoàng hậu nương nương dạy bảo. Lui xuống hết, Doãn Tiệp Dư ở lại. Dù sao cũng vừa vào cung, bốn cung còn vài điều căn dặn. Dạ. Hoàng thượng làm vậy là thế nào? Chẳng lẽ chuyện rắn tấn công hôm trước có liên quan tới hoàng hậu? Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Đội ngũ này chẳng lẽ là Tịch Dương Trữ công chúa, con gái nuôi của tiên hoàng? Trong truyền thuyết, cứu tiên hoàng trên chiến trường, được tiên hoàng nhận làm con gái nuôi, không thân với các hoàng tử công chúa, suýt nữa trở thành vật hy sinh trong vụ đoạt ngôi. Cuối cùng tiên hoàng để lại di chiếu, từ đó được muôn người kính trọng, ngay cả hoàng thượng và thái hậu cũng phải nhún nhường. Chẳng trách gặp chúng phi cũng không chào hỏi. Tình Nhi đang nghĩ gì mà đâm chiêu như vậy? Bổn cung đang nghĩ, suốt cuộc Tịnh Dương trưởng công chúa đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như vậy? Nghe nói năm đó phu quân của công chúa từng bị quân địch bắt đi, công chúa kiên quyết liều chết đi cứu, sau đó thì không rõ nữa. Hóa ra đằng sau lời văn còn ẩn giấu nhiều câu chuyện như vậy. Đi thôi. Hoàng hậu nương nương làm vậy là có ý gì? Đồ hèn hạ, đều tại ngươi đưa ra ý tưởng tồi tệ, hại bổn cung mất quyền cai quản lục cung. Hoàng hậu nương nương nói vậy sai rồi, quyền cai quản lục cung không liên quan gì đến ta. Chuyện này phải trách Thiển Tình và tiểu thái tử của người, liên quan gì đến ta? Nương nương, nếu ta là người, tuyệt đối sẽ không ra tay. Bây giờ vừa bị tước quyền cai quản lục cung, chẳng lẽ còn muốn mang tiếng đố kỵ? Sợ là cách lãnh cung không còn xa. Ngươi không sợ bổn cung đến trước mặt hoàng thượng tố cáo ngươi? Ngươi đến trước mặt hoàng thượng tố cáo sao? Ngươi có gặp được hoàng thượng không? Cho dù ngươi tố cáo ta, ngươi có bằng chứng gì chứng minh là ta làm? Ngươi nghĩ ngươi làm kín kẻ lắm sao? Hoàng hậu ta cho ngươi biết, bây giờ trong cung chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho vị trí thái tử con trai mình chứ. Nguyệt Nhi, đỡ chủ tử nhà ngươi đi nghỉ đi. Thần thiếp cáo từ. Hết rồi, bổn cung đã mất cả rồi. Không ngờ bệ hạ lại tước quyền cai quản lục cung của bổn cung. Chẳng lẽ người không nghĩ đến tình cảm phu thê giữa chúng ta sao? Nương nương, người thật tàn nhẫn. Nương nương, người đừng cam chịu như vậy. Chúng ta vẫn còn đại hoàng tử điện hạ mà, dù thế nào thì người cũng phải nghĩ cho đại hoàng tử điện hạ. Nương nương, hết rồi, bổn cung mất hết rồi. Ngạc Nhi của ta, Ngạc Nhi, Ngạc Nhi. Chọn một phi tần làm đại diện. Hoàng huynh, thuộc quý phi được không? Thuộc quý phi? Thần cho rằng thuộc quý phi hiền lương thuộc đức, có thể làm gương cho hậu cung. Nói vậy là không được, đại diện hoàng cung phải lấy hoàng hậu làm đầu. Nhưng mà gần đây thuộc quý phi được đánh giá rất cao, nhất định không làm mất phong độ hoàng gia. Vậy để thuộc quý phi đi động viên dân tị nạn. Khoan đã, hoàng tỷ, hôm nay vào cung là có chuyện gì? Bốn cung vào cung chính vì việc dân tị nạn ngoại ô phía bắc. Hoàng hậu không đi được, Thiển Tình kia càng không đi được. Mảnh khảnh yếu ớt, đâu có ra dáng làm việc. Đi để làm cảnh sao? Vậy ý hoàng tỷ là bổn cung đi. Nếu bổn cung đi thì hậu cung không cần cử người phẩm cấp cao đi. Nếu không thì không biết ai hỗ trợ ai. Vậy giao cho hoàng tỷ tự chọn. Được, phi tần không quá chính tam phẩm là được. Phải rồi, không phải bệ hạ mới phong một vị tiệp dư sao?
chọn cô ấy, được không? Hoàng tỷ, không thể nói như vậy. Thuộc quý phi chuẩn tấu, cứ để hoàng tỷ tự lựa chọn. Việc đồng viên dân tị nạn sẽ giao cho Doãn Tiệp Dư, là vinh hạnh của thượng thiếp, có thể đi theo học trưởng công chúa. Trong hậu cung này vẫn còn người như Doãn Tiệp Dư, coi như còn cứu được. Đa tạ trưởng công chúa khen ngợi. Trong hậu cung trăm hoa đua nở, mỗi người một vẻ, mồm mép cũng lanh lợi quá. Bốn cung có việc muốn giao cho cô. Khoan đã, đây là trăm cài tóc trẫm đặc biệt lệnh cho Lưu Tư Trân chọn cho nàng. Cài lên thử xem, sau khi về sẽ có phần thưởng khác. Tự nhiên trưởng công chúa không phải người đơn giản, mọi chuyện phải cẩn thận. Thần thiếp biết rồi, thần thiếp tạ ơn bệ hạ. Về điện dưỡng tâm, bãi giá điện dưỡng tâm, cung tiễn hoàng thượng. Làm không tệ. Thanh Hòa đang tạ ơn tri ngộ của trưởng công chúa. Đã tạ trưởng công chúa giúp Thanh Hòa một tay. Vậy tiếp theo, cô cứ bẩm báo với Kỳ Diệu mọi hành động của bổn cung. Công chúa còn một việc nữa, không loại bỏ thiện tình e đêm dài lắm mộng. Ai bảo ngươi không loại bỏ, chỉ là chưa đến lúc thôi. Vậy khi nào mới đến lúc? Chờ cô ta hoàn toàn đánh mất trái tim Kỳ Diệu, vậy e là khó. Hôm nay hoàng thượng hạ lệnh để Thiện Tình hỗ trợ quản lý lục cung, muốn loại bỏ cô ta khó. Vậy sao? Bổn cung thấy còn chưa chắc. Hoàng thượng vẫn không chịu đến à? Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng nói hôm nay bận rộn việc quân, sẽ đến thăm nương nương sau. Vậy sao? Hoàng thượng bận đến vậy à? Nương nương, còn một việc nữa. Doãn Tiệp Dư và việc động viên dân tiền đảng ngoại ô phía Bắc đã được tấn thăng tần vị, ban tự là Huệ. Huệ Tần. Huệ Tần. Chỉ thấy người mới cười, nào nghe người xưa khóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hôm đó còn rất chân thành. Nương nương, người đang nghĩ gì? Sau này hậu cung này sẽ nhộn nhịp đây.